Thì tiếp theo là các món đồ mới của mình nha anh em. Thì những món này có khi có khi không ha. Khi nào có thì mình báo, còn khi nào không thì anh em coi những cái món đồ mới cố định của mình nha. Thì đầu tiên là mình có mấy cái chiếc lược nè anh em. Một cái bộ combo như vậy là gồm có 6 chiếc lược nha anh em. Đó, combo như vậy có 6 chiếc lược nha. Anh em mua một lần vậy là anh em xài không biết tới bao giờ đó. Mọi người mua về một lần thôi. Đây, lược nó như thế này nè mọi người. Thì combo 6 chiếc lược này mình bán với giá là 12k nha. Đó, combo 6 chiếc lược 12k. Đây mình có một cây lược chảy cháy nha anh em. Lược chảy cháy. Thì mỗi một cây lược như vậy là mình bán với giá là 10k nha. Lược chảy cháy. Đó, cây lược rất là đẹp nha anh em. Đó. Có hai bên chảy cháy nè. Thì mỗi cây như vậy bán với giá là 10k nha anh em. Mọi người. Thì ở đây mình có cái cọng dây thắt lưng nha anh em. Mọi người. Một cọng như vậy bán với giá là 30k nha, nhìn nè. Rất là đẹp luôn, tuyệt vời luôn á. Nhiều khi anh em mà nghĩ là 30k mua về xài chắc không được. Mình toàn là mình xài cái này không, mình làm việc cho nhà nước anh em. Mình xài cái này không, mình đi ấy, mua một cọng xài cả năm nay chưa sao nữa. Nó mình đã trải nghiệm rồi ha, thì mình mới thấy được mình mới mua về bán cho anh em. Anh em vô siêu thị anh em mua một cái cọng cũng y chang vậy nè mà giá nó 70k mà mình có đã mua trong siêu thị một cọng rồi. Về xài chưa được 3 ngày nó dục. Còn cái này là mình xài cả năm nay mà chưa sao nữa. Cọng này cọng mới nha anh em. Đó, một cọng như vậy là với giá là 30k nha. Đó. Thì mình những cái món hàng nào mà mình nói được xài được thì anh em cứ yên tâm ha. Thì có 30k mà cộng như thế này thì mình không có lường gạt gì ai đâu. Mình đầu tiên mình còn ngỡ ngàng với cái giá của nó nữa mà. Ha. Đây cái súng bắn keo với giá đó là 30k nha anh em. Súng bắn keo này mình bán với giá là 30k nha. Đó. Súng bắn keo 30k. Cái này là 12k nha. Rồi đây là một cái khay làm nước đá nha anh em, 10k nha anh em. Khay làm nước đá nè. Mini ha. Súng bắn keo thì 30k nha anh em. Mấy cái này anh em ra tiệm mua cũng là hà là 30k ha. Nhưng mà đâu phải cái loại này đâu, cái loại màu xanh kia kìa ha. Ở đây mình có một cái bộ lấy gáy tay nha anh em. Loại màu vàng này thì nó 15k một cái nha anh em. Loại màu trắng mình thường bán cố định nó ít, xin lỗi cái này 15. Bán cố định nó thì nó 10k nha. Ở đây mình có mấy cái đèn đó là sân giường nha anh em, đèn sân giường sân thượng nha, cái này 18k một cái nha. Đèn năng lượng mặt trời để hàng rào đồ 18 chứ không phải 10, 18 nha. Đó. Rồi tiếp theo đây là đèn ngủ nha anh em, đèn ngủ nha, đèn USB để dùng làm đèn ngủ nha, rất là nhỏ gọn nhìn rất là xinh nha. Thì mỗi cái như vậy là 6k nha anh em. Mình số lượng mình không có nhiều nha. Mình chỉ có bấy nhiêu đây thôi à. Cái này rất là khó mua nha anh em. Cái này nhỏ quá bán mắt thì không được, mà bán rẻ thì không cũng không được luôn nha. 6k mà mua rất khó ha. Rồi ở đây mình có cái giá đỡ laptop nha anh em, hình dạng nó như thế này nè, giá đỡ laptop đó. Bên trong đó nè, đây là chiếc giá đỡ nha anh em. Anh em kéo ra nè, anh em bật nó lên đó. Bây giờ mình muốn là giá đỡ máy tính bảng chứ laptop gì trời đó. Anh em bật theo những cái giá đỡ laptop được anh em ơi, laptop nhỏ nhỏ thì được ha. Nhớ giá đỡ laptop thì cái giá đỡ này mình bán với giá là 25k nha anh em. Nó cũng to mà. Để chiếc laptop lên đây ha. Chúng ta có thể điều chỉnh cái góc nghiêng của nó. Còn khi mà chúng ta nghỉ xài thì chúng ta đã gặp vô. Đó chúng ta sẽ đó là khép nó lại. Ok. Rất hay chứ bộ. Mỗi cái như vậy là 25k nha anh em. Giá đỡ laptop mỗi cái là 25k. Ừ, 25 ha. Rồi. Sản phẩm nữa anh em, đây là một cái mình bán với 20k là ở trong tùy vào mỗi lần thì mình sẽ đó là thay đổi giá nha anh em. Bởi vì ấy, đây là cái kính 3D nha anh em. Là chúng ta bật cái này lên là chúng ta kéo cái này ra. Đó. Kéo ra tới đây chúng ta sẽ bật lên. Thì chúng ta để cái điện thoại ở phía sau này nè anh em. Giờ nó sẽ phóng to chẳng hạn cái bàn tay mình nè, bình thường vậy nè, đúng không? Khi mà đưa vào đây anh em thấy nè, cái bàn tay mình rất là to ra. Và mình rất là bất ngờ nha, cái chiếc điện thoại của mình nó để phía sau này ha, nó phóng to lên khoảng đó là 3 lần 4 lần nha anh em. Nhưng mà chất lượng hình ảnh của nó nhìn cũng rất là ok chứ không phải là tệ đâu nha. Anh em thấy nè, đó. Cái hình này em thấy nè, nè, để xa ra nè em thấy nè. Nó rất là to lên thấy không? Nhưng mà chúng ta nhìn thấy cũng rất là rõ, được chưa nè? Cái này phóng to là được ha. Thì mỗi cái kính phóng 3D này á mình bán cho anh em với giá chỉ có là 20k nha anh em. Cái này rất là đáng để mà trải nghiệm và mình duy nhất là chỉ có 3 4 cái vậy nha anh em. Anh em mà không trải nghiệm được cái này thì thôi mình thua luôn á.
20k anh em mua về trải nghiệm thử như thế nào nha. Lúc đầu mình cũng không nghĩ là nó sẽ làm được cái gì hết trơn á, nhưng mà khi mua về á, mà chiếu lên á, thấy nó to ra mình cũng rất là bất ngờ nha anh em. Thì đây là những món đồ mà nó có thể thay đổi theo thời gian nha. Thì anh em mua hàng á, thì anh em nhắn tin cho mình qua cái đường Zalo đó là 034 9873313 ha. Anh em hạn chế gọi điện ha. Và những cái món hàng này khi mà anh em nhắn á, thì còn mình báo còn hết hết, còn những cái món hàng mới mà phía sau này á, thì bảo đảm với anh em 100% lúc nào nó cũng có, cũng đáp ứng được anh em ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang các món đồ mà chủ lực của shop mình nha. Rồi bây giờ mình xin giới thiệu những món đồ mới nha anh em. Thì những món đồ này luôn luôn shop mình luôn luôn có nha, lúc nào cũng có và có số lượng là nó cũng kha khá. Chính vì vậy mà khi mà xem video này thì anh em cứ thoải mái đặt nha, không cần phải hỏi mình là còn hàng hay là không nha. Cái món đầu tiên là mình muốn giới thiệu với anh em đó là một cái bộ dao khắc ha. Bộ dao khắc này thì nó gồm có 13 chi tiết, thì cái này mình có hàng nhiều lắm anh em. Anh em cứ thoải mái mà đặt ha. Thì bộ dao khắc này á, nó rất là tiện lợi cho gia đình mình ha. Anh em thấy nó có rất là nhiều cái một cái bộ dao như thế này nè. Thì nó gồm có, thứ nhất là nó gồm có 1, có 2, có 3 cái dao nè, thấy không? Đó, 3 cái dao nè, nó thêm có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cái lưỡi nha. Và mỗi cái lưỡi của nó là nó đều có giúp chúng ta có thể là khắc, có thể là gọt, có thể là đục được nha. Những chi tiết nhỏ nhỏ như vậy ha. Thì mỗi bộ như vậy là với giá là 35k nha anh em. Mỗi bộ như vậy thì giá của nó là 35k. Đó, 35k cho cái bộ này ha. Đây là bộ dao khắc nha. Theo mình thiết nghĩ là nhà mình không thể nào thiếu được cái dụng cụ này ha anh em. Đây là kìm cắt chân linh kiện nha. Cái loại đây là loại kìm cắt chân linh kiện nha. Thì cái loại kìm này á là nó rất là hay nha anh em. Hay cái chỗ á là nó như thế này nè anh em. Mỗi cây kìm á nó có một cái khả năng chịu lực rất là lớn nha. Anh em thấy là nó rất là bén nha. Cắt chân linh kiện mà chúng ta có thể cắt dây chì cũng như là cắt bùn á. Đó. Cắt rất là dữ nha. Cắt dây chì hoặc là cắt những cái chân con linh kiện á là rất là nhẹ nhàng luôn nha anh em. Mà mỗi cây như vậy đặc biệt giá nó chỉ có 18k nha anh em. Đó. Mỗi cây giá nó chỉ có 18k thôi. Thì những hàng này á mình có nhiều nha anh em. Dạ. Gớt xuống cái chúng cái giò mình nó sức nó chảy máu luôn à. Đó, nó bén à. Em thấy. Kìm cắt chân linh kiện nha, mỗi cái 18k nha anh em. Thì hàng này mình cũng có rất là nhiều ha. Anh em cứ thoải mái mà đặt hàng, không có hỏi cần phải hỏi mình là còn hay không ha. Có mấy món đồ cũ là mới là nó hiếm hàng, còn này thì có. Rồi cái món tiếp theo đó là mình có, đây là kìm nữa nha anh em, xin lỗi, đây là kéo nha. Kéo này là cái loại kéo cắt cành nha anh em, mình có hai loại nha. Đây là loại A nha anh em. Loại này là loại 1 nha. Nó là cái mỏ nó như thế này nè. Đó, anh em thấy rất là sắc bén luôn nha anh em. Rất là bén luôn. Anh em thấy nè, cắt chân cắt cành nhưng mà có thể cắt được cái mũ á. Cái bọc này cắt không phải dễ đứt cái đâu mà nó thể cắt nè. Đó. Cắt rất là dễ nha. Cái cây mà nó cắt còn ấy nó chi giấy. Anh em thấy là giấy nè, đó. Rất là đơn giản ha. Thì nói cái này anh em cười mình, chứ thực tế ra cái này rất là bén nha. Thì mỗi cái giá 25k nha anh em. Kéo cắt chân, kéo cắt cành. Đây là loại 1 nha. Đó. Mình có số lượng cũng nhiều nha anh em. Và đây là loại 2 nha anh em. Loại này là loại 2 nha. Loại 2 nó khác loại 1 ở chỗ nào. Thì cái loại 2 á, thì cái mỏ của nó là nó không có bầu nha anh em. Mà cái mỏ của nó thì đó, nó như thế này nha. 25k luôn nha anh em. Đó. Kéo lên đây thì chúng ta khóa lại, kéo ra thì chúng ta đó là lấy đi. Nãy cái kìm mới rớt xuống trúng hai cái chân của mình, cái nào nó cũng ra máu hết trơn anh em. Bén ghê thiệt. Để lên nè anh em thấy không? Cây này cũng 25k luôn nha. Cây này mình mua mắc hơn nhưng mà mình vẫn bán cho anh em là 25k nha. Không biết sao mà cái cây này nó mắc hơn cái cây kia. Nó kéo này mình có cũng rất là nhiều nha anh em. Đó. Thì anh em
cứ là đặt hàng nha. Rồi cái sản phẩm tiếp theo đó, là nó là chủ lực của shop mình luôn đó, đó là cái bộ lấy ốc gãy này nè, mình bán rất rẻ luôn, 25k một bộ nha anh em. Một cái sản phẩm nó gồm có đó là, giờ này anh em nhắn tin mình mua hàng quá rồi đó. Một cái sản phẩm nó gồm có 1 2 3 4 5 cái đầu nè anh em đó, 1 2 3 4 5 cái đầu như thế này nè, đầu lấy ốc gãy nha. Cái này rất là to nè, từ to là tới nhỏ dần rồi tới là bằng bé tí nị luôn nè. Bộ lấy ốc gãy á mà như vậy mà chỉ có là 25k nha anh em đó, 25k cho một bộ như thế này ha. Ok ha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ tạm thời mình dẹp cái những cái món này ha. Rồi bây giờ tiếp theo mình giới thiệu tiếp tục một cái sản phẩm nữa anh em. Hôm nay mình mới về luôn, đó là những cái cục sạc dự phòng nha anh em. Đây là những cục sạc dự phòng mini nha. Này, sạc dự phòng mini nè. Đó. Sạc dự phòng này thì nó có để là 5000mAh ha. Thôi thì theo mình nghĩ chắc nó khoảng cỡ đó thôi à. Sạc dự phòng này thì sạc điện thoại cũng được, nhưng mà chắc đầy được một cái hoặc là nửa cái điện thoại thôi nha anh em. Chứ anh em đừng có nghĩ là nó sẽ ấy nha. Thì sạc dự phòng này mình bán cho anh em với giá là 50k nha. Sạc này nó sẽ phù hợp để mà chúng ta xài quạt, xài đèn này nè ha. Và chúng ta có thể đó là xài cho những cái chiếc điện thoại mà dung lượng nó ít một tí ha. Thì rất là ok, bởi vì nó rất là nhỏ gọn. Và với cái giá thành 50k thì mình không thể nào đòi hỏi nó là nó phải sạc được một cục pin, một cái điện thoại dung lượng cao nha anh em. Đó, mình xin đó là mình xin nói là thật tình cho anh em nghe vậy ha. Sạc USB. Rồi, mỗi một cái cục sạc dự phòng như thế này thì mình sẽ bán cho anh em với giá là 50k nha. Đó. 50k. Ok ha, bây giờ mình sẽ xin đó là qua mấy cái món này nha anh em. Tiếp theo anh em ơi, đây là những món hàng shop mình cũng có rất là nhiều nha anh em. Đó là những cái chiếc quạt mini nha anh em. Quạt mini cầm tay. Những chiếc quạt này thì chúng ta có thể cầm tay được và chúng ta có thể để bàn được nha. Nó có hai chức năng chứ không phải là cầm tay không. Đây nè anh em. Đó, anh em thấy nó quay rất là ấy à. Chiếc quạt ba lớn nè. Nhưng mà nó quay rất là mát nha, cầm tay nè. Rồi chúng ta có thể là để bàn được nè anh em. Đó. Ha. Để bàn được, nó mát mà anh em không tưởng nổi luôn á. Cực kỳ mát luôn. Và nó tặng kèm cho chúng ta thứ nhất á là một cái cọng dây cáp nha, sạc nha. Mà cái loại sạc này, cái loại sạc này là cái loại sạc mà nó là sử dụng cái cổng tròn này nè anh em, rất là dễ xài ha. Chứ không phải là cái cổng vuông. Cổng vuông thì nó khó, còn này nó dễ xài lắm. Đó, anh em thấy rất là dễ xài. Ok ha. Và nó tặng cho chúng ta kèm một cái cọng dây để mà chúng ta cột vô cái chỗ này nè. Đó, để chúng ta nắm cầm ha. Thì một cái quạt này thì mình bán với giá đó là 50k nha anh em. Thì số lượng nó cũng có rất là nhiều. Anh em đặt hàng thì không cần phải hỏi là quạt này còn hay không ha. Lúc nào mình cũng có hàng, mình phục vụ anh em hết, bao nhiêu cũng có hết ha. Tiếp theo nữa anh em, đây là cái loa nè. Loa này gọi là loa vi tính nha. Đây, hình dáng loa nó nè. Loa vi tính, có nghĩa là chúng ta sẽ là sử dụng bằng laptop, điện thoại cũng được luôn ha. Trên điện thoại, trên laptop thì chúng ta đều sử dụng được hết nha. Đó. Cặp loa nó như thế này nè anh em. Nó có hai cổng kết nối nha. Chúng ta có thể kết nối nó bằng đó, xin lỗi, chúng ta kết nối nó bằng sắt 3.5 ly ha. Thì củ loa nó mà lớn, chúng ta nghe thì nó cũng rất là được nha, chứ không phải là không nghe được. Nghe nó cũng im lắm nha anh em. Đó. Thì cặp loa này mình bán với giá chỉ có 40k nha anh em, loa mới. Không cần phải đó là đắn đo gì hết, 40k dành cho một cặp loa vi tính nha. Và số lượng mình lúc nào mình cũng có hết, anh em cứ đặt hàng nha. Nói chung là lỡ mà như mà nó có cháy hàng thì mình cũng báo cho anh em biết ha. Đó, thì anh em cứ đặt hàng nha. Loa vi tính nha. Shop mình thì hàng quá nó hơi bị nhiều. Lúc này nó mình săn được nhiều rồi. Rồi cái loa này. Đây là cái loa Bluetooth nha anh em. Đây là một chiếc loa Bluetooth, anh em nhìn cái ngoại hình của nó nè. Đó. Ngoại hình của nó, đây là loa Bluetooth. Thì chúng ta mở lên thì nó la. The Bluetooth device is ready to pair. À. Thì nó đầu tiên là nó sẽ kết nối với điện thoại bằng chế độ không dây. Thì người ta gọi đó là loa Bluetooth nha. Ngoài ra nó có thể hát thẻ được nha anh em, hát cái thẻ nhớ.
đó, chúng ta hát bằng cái thẻ nhớ niệm Phật đồ á được hết trơn á. Để mình kiếm cái thẻ mình gắn vô mình hát cho anh em nghe nè. Mở nó lên cái nó la nữa nè. The Bluetooth device is ready to pair. Đó, cắn cái thẻ. Play by TF card. Nó hát bằng cái thẻ nhớ nè. Nói chung là nó lớn cực kỳ luôn anh em. Đó. The Bluetooth device is ready to pair. La còn hơn là bà bảy la nữa. Và ngoài ra nó có thêm chức năng đó là HFM luôn anh em. FM tuner. Nó FM luôn đó. 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 Nói chung là cái máy này nó có sẽ có 3 chức năng nha anh em. HFM, hát thẻ nhớ, hát USB và hát được Bluetooth nha. Và giá cho mỗi chiếc loa như vậy là chỉ có 65k thôi anh em. Đó. Chỉ có 65k mà nó làm được nhiều cái chức năng như vậy đó. Thì anh em cứ thử trải nghiệm nó ha. Loa Bluetooth 65k. Rồi tiếp theo mình có một cái loại giá đỡ anh em. Đây là giá đỡ điện thoại nha. Hàng này mình cũng có rất là nhiều nha anh em. Đây là giá đỡ điện thoại giá 23k nha anh em. Nhưng mà chất lượng nó thì nó vượt ra ngoài cái số 23 đó nha. Đó, giá đỡ nè anh em. Đó, hình dạng đó nè. Chúng ta khiếp nó lại nó như vậy nè anh em. 23k. Rồi bây giờ chúng ta kéo ra nè, chúng ta kéo lên. Đó, bật ra. Có thể xây được. Giá đỡ này là 23k dành cho một cái giá đỡ như thế này nha anh em. 23k. Hình dạng nó là như thế này nè anh em. Cái này cái hộp nó bị sứt rồi. Đó. Giá đỡ 23k. Giá đỡ này nó bị sức cao chỗ này à. Ở đây mình có một cái loại giá đỡ nữa anh em. Giá đỡ này thì giá chỉ có 20k nha anh em. Thì nó cũng hình dạng nó cũng gần gần như hồi nãy vậy đó. Nhưng mà nó mỏng hơn nha. Cấu tạo thì nó mỏng hơn cái hồi nãy nè. Anh em thấy nè. Mỏng hơn nha. Đó, chúng ta có thể bật lên được cái mi trang này cũng bật lên đó nè. Đó, giờ cũng kéo ra nữa nè anh em. Khi kéo ra thì này cũng là kéo ra nhưng mà này chúng ta phải đẩy nó ra như thế này. Đó, kéo ra nè. Đó. Rồi chúng ta sẽ bật cái này ra. Rồi giờ chúng ta vẫn kéo lên được bình thường cũng mi trang, cấu trúc mi trang à. Để xuống nè, đặt chiếc điện thoại lên. Đấy. Đó, rất là đơn giản ha. Đó, chúng ta có thể xem bẻ mọi góc độ. Thì chiếc giá đỏ này có giá là 20k nha anh em. Và số lượng mình cũng có đó là nhiều. Anh em cứ đặt hàng nha. Tiếp theo anh em, thì mình ở đây có mấy cái con chuột không dây nha anh em. Đây là chuột không dây nha. Đó. Chuột không dây anh em. Anh em nhìn cái ngoại hình của nó nè. Chuột không dây nha. Nó kết nối với máy tính hoặc là thiết bị bằng một cái USB nha anh em. Một cái cổng USB thế này. Chúng ta xài pin nữa là 3A nha anh em. Pin nhỏ nha. Đó. Chuột không dây. Nhìn rất là nhỏ gọn luôn anh em. Cho anh em có thể để vô là cái cặp đi làm hay gì đó. Rất là đẹp luôn nè. Mà giá có 50k một con anh em ơi. Rẻ đến bất ngờ luôn á. Chuột không dây mà giá 50k anh em. Anh em ra ngoài tiệm mua một con chuột có dây thôi. Thì giá nó cũng từ đó là 50k. Ha, chứ không phải là con chuột không dây mà 50k đâu. Anh em ra tiệm mua là con chuột không dây là tại vì 100k đó. Ta không bao giờ bán cho mấy anh em là 50k đâu. Ở đây mình có mấy cái bộ tu vít đa năng anh em. Cái này shop mình có nhiều nha anh em. Đây là gọi là hộp tu vít ha. 32 món nha anh em. Gồm có 32 món. Tên gọi của nó là hộp tu vít 32 món. Hoặc là anh em nói là hộp tu vít màu trắng cũng được nha. Bởi vì lúc chút xíu nữa mình sẽ có màu đen. Bên trong nó gồm có thứ nhất là 30 cái đầu nè. 3 nè, đây 10 nè, là 30 cái đầu bà đầu tu vít rồi nè anh em. Hầu như là đầu gì nó cũng có hết. Còn nó gồm có trên thân nó gồm có một cái tu vít này có hai đầu nữa nè anh em. Đó. Chúng ta có thể là sử dụng chưa ấn chọt chỗ tay mình nè. Chúng ta có thể sử dụng cái này để chúng ta mà gắn vô đây anh em. Ha.
Đây, gắn vô ha. Rồi chúng ta sẽ gắn đó là những cái đầu vít này vô đây. Rồi, chúng ta sẽ đó là tiến hành đó là sử dụng. Ngoài ra chúng ta có thể đó là không gắn vô đây, chúng ta có thể gắn vô cái thân này cũng được nha anh em. Đó, gắn vô đây cũng được. Hai cách nha. Thì bộ tua vít này mình bán với giá là 35k nha anh em. 35k ha. Thì những cái bộ tua vít này thì mình có rất là nhiều nha anh em. Thì mình thiết nghĩ rằng với 35k mà anh em có bộ tua vít như thế này, thứ nhất là nó gọn, thứ hai là nó nằm nó có cái hộp đựng rất là đẹp nha anh em. Mình để trong những cái cốp xe hoặc là trong cái dụng cụ của mình thì nó rất là gọn nha anh em. Đó. Tiếp theo thì mình có những cái bộ tua vít thì nó tương tự như cái đó, nhưng mà nó là màu đen như thế này anh em. Anh em thoạt nhìn qua tưởng đâu nó là cục sạc dự phòng không, đúng không? Đó. Một bộ nó cũng là 35k luôn nha anh em. Nhưng mà bên trong của nó thì nó như thế này nè. Đó. Nó có một cái cây nè anh em. Đó, có một cái cây này, đó, và những cái đầu tua vít ha. Thì tùy vào nhu cầu sử dụng của mình mà mình có thể lựa chọn nha anh em. Ồ, này có 500 anh em ơi. Đó. Ở đây mình có thể quay được. Mình cầm gì nè, mình xoay. Ha. Bộ này cũng 35k luôn nha anh em. Tùy vào cái nhu cầu sử dụng của mình mà mình có thể lựa chọn. Ở đây nó có để cái kiểu tua vít hay gì nè, cộng trừ gì nó để ô tù lưa hết trơn á ha. Thì cái này số lượng mình cũng có nhiều nha anh em cứ đặt hàng nha, không cần phải hỏi mình là còn hay hết nha, lúc nào mình cũng có hàng phục vụ anh em. Tiếp theo thì mình có rất là nhiều cái tai nghe anh em, mà mỗi cái giá 25k nha anh em. Tai nghe thì mình có 3 màu, xanh, màu trắng và màu đen nè anh em. Đó, tai nghe thì rất là đẹp luôn anh em ơi, khỏi cần phải bàn về cái chất lượng của nó, mà giá cả thành thì nó cực kỳ là rẻ luôn. Đây là tai nghe nè, có cái thì nó có cái kéo lên kéo xuống này nè, có cái thì nó không có nha. Ví dụ như cái này thì nó không có đồ bấm nè, nó có chỉ nghe điện thoại à ha, nghe điện thoại đồ ha. Đây cũng vậy nữa nè, tùy vào đợt hàng nha anh em. Thì mỗi cái tai nghe như vậy mình bán cho anh em với giá là 25k nha. Ok nha anh em, 25k dành cho những cái tai nghe nha. Tai nghe này là tai nghe này chúng ta mua về chúng ta vừa chạy xe nghe hoặc là không làm phiền người khác thì rất là ok nha. Rồi bây giờ mình sẽ xuống mấy cái hàng này nha anh em. Rồi ok, tiếp theo những cái sản phẩm mà mình cần bán nữa đó anh em, có số lượng nhiều nữa anh em, đó là đèn USB nha anh em. Thì đèn USB này mình có số lượng cũng nhiều nha anh em. Thì mỗi cái đèn như vậy là nó thứ nhất ưu điểm của nó là sử dụng điện rất là ít nha anh em, độ sáng thì vừa phải nha anh em, giúp cho mình đó là có thể là đi ra ngoài ban đêm hoặc là chúng ta để làm phòng đèn ngủ nha anh em, đó nó có thể co gặp lại được nha anh em. Thì mỗi đó là chiếc đèn như vậy là 10k nha anh em, mình có số lượng nhiều anh em không cần phải đó là hỏi là số lượng còn hay là không ha, anh em cứ đặt hàng nha. Sản phẩm tiếp theo của mình cần giới thiệu đó là túi đựng điện thoại nha anh em. Khi mà đi trời mưa nha, gọi là túi chống nước điện thoại nha. Thì chiếc túi này rất là hữu dụng trong cho mỗi gia đình nha anh em. Anh em nên mua một cái nha, mình khuyên anh em nên mua một cái giá 15k một cái thôi à. Không có mắc cái gì đâu, 15k nè. Anh em thấy là cái túi nó như thế này, chúng ta là kéo hai cái gạt này qua một bên thì chúng ta sẽ mở ra được cái túi nha anh em. Đó, mở ra. Đó, rồi chúng ta sẽ để đó là chiếc điện thoại vô. Và với cái tính chất của nó đó là chúng ta đó là nó kẹp rất là cứng nha anh em. Đó, chúng ta gạt lại thì nó đó là đựng được chiếc điện thoại của mình ha. Và mỗi chiếc túi này nó có cái quai nữa. Và mỗi chiếc túi như thế này nó chỉ có giá là 15k nha anh em. Anh em phải trang bị cho mình một cái nha. Ở đây mình có mấy cái bao tay nha anh em. Bao tay này là bao tay thể thao giúp anh em đi ngoài nắng không có bị nắng nha anh em. Nó bao tay này dành cho tất cả mọi người đều được ha. Nam xài được, nữ xài được, từ già đến trẻ xài thì ok nha. Thì bao tay này thì nó rất là hay cái chỗ này nè anh em. Đó là nó có một những cái này nè, giống như tơ nhện vậy đó. Chúng ta nó giúp chúng ta bám chặt nha anh em. Và mỗi bộ bao tay như vậy chỉ có giá là 10k nha anh em. Rồi sản phẩm tiếp theo mình xin giới thiệu với anh em, đây là cái bộ sạc pin nha anh em. Sạc pin 18650 anh em. Bộ sạc này là bộ sạc đơn nha. Rồi, mở ra cái coi. Bộ sạc đơn nha anh em. Thì mỗi lần sạc chúng ta là sạc được một viên pin, chúng ta để vào đây nha anh em. Đó. Thì sạc pin 1S đều được hết. Nó có chức năng đó là nó sẽ bảo vệ pin nha anh em. Khi mà chúng ta đó là ghim vô sạc á thì là cái đèn này nó sẽ có màu xanh nha anh em. Khi mà sạc đầy nó màu xanh, còn khi mà chúng ta mà sạc mà chưa đầy thì nó sẽ có màu đỏ nha. Giả sử như chúng ta đặt cái viên pin vô. Đặt cái viên pin vô chưa nữa. Viên pin này nó bị gì vậy?
nè, nó đỏ là nè đó. Khi mà chúng ta sạc mà chưa đầy nó đỏ nha, mà khi đầy thì nó sẽ có màu xanh nha. Thì cái này rất là hay, là nó có chức năng là chế độ là bảo vệ viên pin của chúng ta nha, không có bị quá dòng nha. Thì mỗi cái bộ sạc này có giá là 18k nha anh em. Họ nhớ ha, sạc pin 18650 mà giá của nó chỉ có là 18k nha. Thì sạc pin này mình có cái số lượng nó cũng nhiều, anh em cứ đặt hàng nha. Rồi sản phẩm tiếp theo mình xin giới thiệu với anh em, đó là cái đây là cái bộ mà chia cổng USB nha anh em. Bộ chia cổng USB từ một cái cổng USB, chẳng hạn như cục sạc của chúng ta như thế này. Nó chỉ có một cổng thôi, bây giờ chúng ta muốn nhiều cổng thì chúng ta ghim vô đây thì nó sẽ có được 1, 2, 3, 4 cổng nha anh em. Và mỗi bộ này cũng có giá là 18k bằng thằng này nha anh em. Đó. Thì bộ chia cổng mình có thêm một loại nữa anh em. Đây là loại giá là 30k nha anh em. Tại sao nó lại có giá 30k thì anh em hãy nhìn nè. Đây là bộ chia cổng nha. Chúng ta vẫn có được 4 cái lỗ ra nè ha. 4 cái lỗ ra. Nhưng mà mỗi cái lỗ ra thì nó đều có công tắc nè ha. Nó đều có công tắc và mỗi con cái nó đều có đèn led hết ha. Ha. 1, 2, 3, 4 và mỗi cái đều có cái công tắc để mà điều khiển và có đèn led ha. Thì mỗi bộ như vậy là giá nó là 30k nha anh em. Đó, bộ chia cổng 30k. Như vậy là chúng ta có hai bộ chia cổng 18k và 30k nha anh em. Anh em khi đặt hàng nhớ là ấy, và mình có số lượng là cái này thì có lúc có lúc không nha. Còn riêng thằng này thì lúc nào cũng có nha anh em. Đó. Sản phẩm tiếp theo mình muốn giới thiệu đây là những cái chiếc phiểu nha anh em, gọi là phiểu mini nha. Chúng ta có thể đó là sử dụng để mà chiết nhiên liệu ra ha. Sau đó chúng ta có thể là gấp gọn lại ha. Cái này rất tiện lợi, giá 7k một cái à anh em ơi, rất là đơn giản. Chúng ta có thể đặt cho gia đình mình 2-3 cái để dành mình xài nha anh em. Nó có cái quai đó là rất là tiện lợi, mà có thể mà máng rồi nữa ha. Thì mỗi cái là 7k nha anh em. Tiếp theo đó anh em, đó là những cái chổi nha anh em. Những cái chổi nhỏ nha, để chúng ta đó là giúp chúng ta đó là quét những cái nơi nào mà nó nhỏ nó khó đó anh em. Chúng ta sử dụng cái chổi và cái kia nhỏ này nha anh em. Thì cái bộ này là gần nó chỉ có 12k nha anh em. Đó, chúng ta có thể đó là sử dụng đó là quét những cái nơi mà nhỏ như thế này nè nghe nè, nó quét ha. Cái chổi này thì nó rất là cứng nha anh em. Đó, cứng nhưng mà nó dày nữa nè, nó giúp chúng ta 12k thì quá ư là rẻ nghe anh em. Rồi bây giờ mình xin xuống cái những cái sản phẩm này nha anh em. Tiếp theo thì đây là một cái dụng cụ mài dao nghe anh em. Thì nhà nào cũng có sử dụng đó là dao ha, thì chúng ta xài một thời gian thì nó sẽ bị ít bén đi, thì chúng ta sử dụng cái dụng cụ này để mà mài nó nghe nè. Thì đây gọi là dụng cụ mài dao giá 25k nha anh em. Dụng cụ mài dao giá 25k ha. Rồi. Đây là cái chiếc kéo đa năng được sử dụng trong nhà bếp nha anh em. Đó, xin nhắc lại là sử dụng trong nhà bếp nha. Chúng ta dùng để đó là cắt rau, cắt thịt đồ ha anh em. Đó. Thì chiếc kéo này nó rất là bén nha anh em. Anh em nhìn nè. Là chiếc kéo rất là bén nha, nó có chế độ khui bia và chế độ này dùng để đó là kẹp cái gì đó không biết, nó kẹp càng cua càng tôm gì anh em. Và nó quan trọng là nó có cái nắp đậy nữa nè anh em. Chiếc kéo xịn sò như vậy giá 15k nha anh em. Đó. Sử dụng dụng cụ trong nhà bếp nha, cái này là sử dụng trong nhà bếp. Rồi tiếp theo anh em, chiếc kéo nữa anh em. Đây là bộ dụng cụ cầm tay đa năng nha anh em. Đó. Dụng cụ cầm tay đa năng gồm có 16 món nha anh em. Đầu tiên là nó gồm có đó là 2, 4, 6 cái đầu này nè anh em. Anh em quan sát nè, đó 6 cái đầu này. Giờ gồm có 3 cái đầu này nữa. Đó, 3 cái đầu này nữa nè anh em. Mọi người. Rồi gồm có đó là 3 cái ốc vít này. Và nó có thêm đó là cái chìa khóa này nữa anh em. Khóa này mở ra, mở ngược, mở không chết không ra. Đây chìa khóa này nè. Đó. Nó có để mm hết trơn nè ha. Thì dụng cụ này có giá là với giá đó là 25k nha anh em. Đó, bộ dụng cụ cầm tay này 25k. Ha. Thì mình có rất là nhiều anh em cứ đặt hàng nha. Đây là bộ coi nhiệt nè anh em. Rất nhiều anh em đã mua rồi. Bộ coi nhiệt có nghĩa là chính là trong này nó có 164 cái ống nhỏ nha anh em. Nhỏ lớn thì rất là nhiều ha. 164 ống để mà co nhiệt á, khi mà chúng ta nối hai nhà dây điện với nhau á ha. Thì mỗi một cái là túi như vậy nó chỉ có giá đó là 18k nha anh em. Thì mình thiết nghĩ rằng mỗi gia đình chúng ta nếu như mà mua hai cái túi thôi là chúng ta xài đó là rất là lâu nha anh em. Đó, có thể là xài ở là mấy năm trời luôn á. Thì mỗi cái túi như vậy có giá là chỉ có 18k, nên gồm có 164 ống coi nhiệt nha anh em. Thì chúng ta chỉ cần mua hai túi thôi là xài ok lắm rồi. Thì tiếp theo anh em, đây là cái nẹp dây đi tường nha. Dây nhỏ chúng ta mà nó bị quằn mèo quá, chúng ta nẹp nó vô tường rồi chúng ta sẽ mắc vô những cái này ha anh em. 10k 20 cái. Rồi bộ dụng cụ sửa chữa điện thoại nha anh em. Có trong này có rất nhiều món nha, để mà chúng ta không phải sửa chữa điện thoại không mà sửa chữa những cái thiết bị nhỏ nhỏ. Thì mỗi một cái bịch như vậy là 10k nha. Rồi, ở đây là có một cái dụng cụ gọi là dụng cụ lấy ráy tay nha anh em. Dụng cụ lấy ráy tay thì nó chỉ có 10k thôi anh em ơi. Dụng cụ lấy ráy tay nè, bỏ này luôn đi. Đó, thì bên trong nó gồm có đó là
gồm có 6 cái thành được 6 món này nè. Đây, bên trong nó có 6 món như thế này nè anh em, mà 10k nha. Có cái hộp đựng rất là đẹp và thời trang nha, 10k. Rồi đây là bộ làm móng tay móng chân nha anh em, bộ làm móng tay móng chân thì bán luôn với giá là 10k chứ không phải là 12k nữa nha. Từ đây về sau bán 10k luôn. Nó gồm có 4 món, một cây kìm, một cây kéo, một cái nhíp và một cái lấy ngoái tay nha. Thì 10k dành cho bộ này nha anh em. Rồi tiếp theo đó là mình có những cái bộ đa năng anh em. Đây là một cái gọi là cái móc khóa đa năng, anh em có thể gắn vô đâu đó thì anh em gắn nha. Đây nè, có một cái này gắn, có thể gắn vô đây ha. Nó thì ở đây nó có các cái đầu vít, đầu ốc nè anh em. Đầu ốc, đầu vít đa năng nè. Ha, đầu này là đầu vít nè ha. Đầu vít nè. Đó, đầu nè. Cái này gọi là cái móc khóa nè nha. Nó có thể gắn vô được nè anh em. Đó, thì mỗi cái này là 20k nha anh em. Cái này người ta chế rất là khó nha, chứ không phải là anh em thấy dễ đâu. Mình có thể mình cầm mình mở được nhưng mà chế rất là khó. Thì mỗi cái dụng cụ như vậy là 20k, mình mua là giao vốn nó cũng là mười mấy k nha anh em. Đó, mỗi cái dụng cụ như vậy thì giá là 20k nha. Đó, đầu này gọi là đầu vít hình ngôi sao nha. Đầu vít hình ngôi sao 20k một cái. Tiếp theo mình có một cái cờ lê đa năng anh em, cũng có hai đầu nhỏ lớn dần ha, 25k nha, cờ lê đa năng. Thì lớn hơn nữa đây là cái 30k, chỉ có một đầu duy nhất. Con ốc ba lớn là bự là cùng rồi ha. Cái này rất là nặng ha, 30k. Thì mình có cũng nhiều lắm, anh em cứ nhắn tin đặt hàng ha. Rồi tiếp theo anh em, mình có thiết bị đó là ép kem đánh răng, mỗi cái 6k nha. Thiết bị ép kem đánh răng mỗi cái 6k. Rồi tiếp theo mình có những nhợi sâu chuỗi nha anh em, đeo tay ha. Thì mỗi cái giá nó là 15k nha anh em, rất là đẹp luôn. Đó, chuỗi đeo tay nè. Mỗi cái là chỉ có 15k để niệm Phật cho lòng chúng ta thanh thản luôn ha. Mỗi cái 15k. Rồi tiếp theo đây là cái bộ nẹp dây sạc đó nha anh em. Nẹp dây sạc chúng ta lo nẹp vô mấy cái bàn nữa. Đó, nó gườm gà quá, chúng ta để đây chúng ta nhét vô có 5 cái lỗ nè anh em. Nó nhét mỗi cái nhợi dây vô cho nó gọn ghẽ lại, mỗi cái 15k nha anh em. Đây là nẹp dây sạc, còn đây là nẹp dây đi tường nha. Ở đây mình có một cái củ sạc anh em. Đây là củ sạc, nó gồm có 4 lỗ nha. Củ sạc gồm có 4 lỗ nha. Giá của nó là 35k nha anh em. Củ sạc 4 lỗ giá 35k. Một cái củ sạc như thế này có 1 2 3 4 lỗ nha anh em. Đó. Thì giá mỗi củ sạc như vậy là chỉ có 35k nha. Thì tiếp theo đó là mình có các loại cáp sạc anh em. Đây là một cái loại mà dây nó rất là to nha anh em. Mỗi một cọng dây như vậy nó rất là to. Đó. Dây sạc nó to như thế này và mỗi cọng như vậy là 20k nha anh em. Thì mình có 3 loại, đó là một loại sử dụng cho điện thoại thường gọi là micro USB nè anh em, một loại sử dụng cho điện thoại đó là Type-C ha, cổng Type-C, và một loại chúng ta đó là sử dụng cho iPhone nha. Thì mình có 3 loại ha, mỗi loại mỗi cộng đều có giá đó là 20k nha anh em. Thì mình có số lượng rất là nhiều, anh em cứ đặt hàng lúc nào mình cũng có nha. Rồi dây sạc thì tiếp theo mình có thêm một cái loại nữa anh em, đây là loại cáp sạc 3 đầu nha. Lúc này mình không cần phải phân biệt là đầu nào là đầu nào hết ha. Thì một cái cọng cáp như thế này nó gồm có 3 cái đầu sạc vô mình như thế này nè. Đó, 3 đầu sạc. Ok ha. Thì mỗi cọng cáp như thế này giá thành của nó thì nó là rất là rẻ thôi, cũng là 20k luôn nha anh em. Đó, cũng là 20k luôn. Anh em nào mà muốn một cái cọng cáp mà nó đó là gọn, nó to thì sử dụng cái cọng cáp 20k hồi nãy ha. Còn muốn mà đa năng thì sử dụng cọng cáp này. Chưa? Ngoài ra chúng mình có thêm một cái là loại cọng cáp nữa anh em, cũng là 3 đầu nữa nha. Cáp này vẫn là 3 đầu nữa nhưng mà dây nó là dây dù, mình vẫn bán là 20k nha. Cộng cáp sạc 3 đầu dây dù, mỗi cộng là 20k. Mình thiết nghĩ rằng anh em mua 4-5 cộng để dành xài á, thì có trường hợp mà khẩn cấp chúng ta lấy ra xài thì rất ok. Chúng ta mua một cộng cáp là ở ngoài tiệm nó cũng 100k rồi anh em, 50k tới 100k rồi mà nó đâu có xịn sò được vậy đâu. Mà ở đây chỉ có 20k mà anh em không mua được nữa thì mình cũng thua luôn ha. Rồi cáp này thì mình có thêm một loại nữa anh em, đó là một cái loại 3 đầu y chang đó nhưng mà giá nó 30k, bởi vì nó tiện lợi hơn nhiều. Đây là một cọng cáp có 3 đầu sạc cũng y chang hồi nãy, đó là Type-C micro và iPhone, nhưng mà nó có thể kéo ra được và cũng có thể rút gọn lại được anh em. Nó có một cái thiết bị để chúng ta đó là kéo ra và rút gọn vô nè anh em. Đó, như vậy nó mới 30k được nha. Thì mình có bao nhiêu loại cáp sạc và cái cốc sạc ha. Rồi mình xin lên các món hàng khác nha anh em.